Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại quá trình làm việc của một nam thanh niên với đồng chí cảnh sát giao thông. Theo những gì được ghi lại thì nam thanh niên được cho là đi xe máy, vi phạm giao thông nên bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại để làm việc. Thanh niên vừa trao đổi vừa dùng điện thoại để quay lại quá trình làm việc với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, giữa chừng thì một người lạ mặt thường phục không rõ từ đâu xuất hiện, yêu cầu nam thanh niên phải xóa đoạn clip đang quay, miếng cơm manh áo của bố mày xóa ngay còn kịp. Nghe thấy vậy, nam thanh niên đã quay lại chất người đàn ông lạ kia, ông đánh ai? Tôi là người dân bình thường, tôi có quyền quay. Còn ông là ai? Ông có thẻ ngành không? Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, nhưng người đàn ông lạ mặt này không trả lời. Sau đó, ông ta đi về phía xe công vụ mang băng kiểm soát 89A-001.72 gần di tri cán bộ cảnh sát giao thông đang đứng rồi bỏ motor giật giống bộ đàm vào thùng xe. Đồng chí cảnh sát giao thông yêu cầu nam thanh niên phải làm việc nghiêm túc, nhưng anh ta tiếp tục phản ứng khá quyết liệt. Xuất hiện người đàn ông lạ mắt ngăn cản người dân quay clip khi làm việc với cảnh sát giao thông. Vào chiều ngày hôm qua ngày 3 tháng 10, Đại tá Nguyễn Văn Mừng, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên trả lời trên dân trí cho biết xe công vụ mang biển số nêu trên, khả năng là của phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phóng viên, rồi. Đại tá Mừng cũng cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh nội dung sự việc.